Rồi, xin chào các em, chúng ta tiếp tục bài tập một số cấu trúc đại số của cái tuần 2. Chúng ta hy sinh gần một tiết để nói về cái tuần cũ. Đấy, cái chuyên đề thứ ba là số nguyên tố cùng nhau và bộ chung nhỏ nhất và số nguyên tố. Mấy câu 35, 36, 7 dễ rồi đúng không? Chúng ta tự làm. Nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt là số nguyên tố cùng nhau, số sánh đôi. Nếu là các số nguyên tố sánh đôi thì nó sẽ nguyên tố cùng nhau, nhưng mà nguyên tố cùng nhau chưa chắc là sánh đôi, đừng có lộn ngược. Chúng ta có cái tính chất A và B là gợi ý để làm C mà. Bài đâu cần chữa không? Rất dễ đúng không? Cái câu này là mình vừa mới học, mình vừa nói rồi. Nếu A nhân với B mà chia cho C, A và C nguyên tố cùng nhau thì B sẽ chia cho C. Nếu ước chung lớn nhất của A và C bằng ước chung lớn nhất của B và C mà bằng 1 thì ước chung lớn nhất của A và C cũng bằng 1. Nhưng vấn đề mình phải tìm được câu chứng minh. Thầy nhắc lại là bài kiểm tra là sẽ có những câu hỏi lý thuyết. Thầy lấy ví dụ chứng minh rằng nếu A nhân B chia cho C và AC nguyên tố cùng nhau thì B phải chia cho C, là các em phải chứng minh. Trong giờ lý thuyết thầy nhớ không nhầm thầy chứng minh rồi. Nếu không xin mời xem lại các video bài giảng trước, chắc chắn đã chứng minh rồi. Còn câu này là người ta có thể nói là chứng minh rằng nếu A ước chung lớn nhất của A và C bằng ước chung lớn nhất của B và C bằng 1 thì ước chung lớn nhất của AB và C cũng bằng 1. Chúng ta phải tự chứng minh. Sau đó chúng ta áp dụng vào kết quả con C thì ước chung lớn nhất của bằng 1. Quan trọng nữa là mình cần phải biết rằng là nó áp dụng khi nào. Ví dụ như chúng ta có 15x mà chia cho 7 thì đồng chí gì như vấn đề nhỉ? Đặt hẳn điện thoại trên bảng. Đặt như thế này. Nào, bây giờ ta chat cho nhau. Số điện thoại của em là gì? 0146789. Học không học, cứ đi chat chít. Thầy chat thì sao cấm được em? Nhưng mà thi trượt. Nói chung là điện thoại nó nuôi cuốn con người lắm. Nào là món ăn ngon, trai đẹp, gái xinh, rồi nhiều thứ, cái gì cũng muốn mua. Trên Facebook có quảng cáo nào là áo chống nắng đẹp này, rồi là quần đẹp, áo đẹp, cái gì cũng muốn mua. Mua xong rồi túi tiền hết, lại xin mẹ, xin bố. Nếu như mình rút kinh nghiệm một tháng mình không mua gì trên Shopee với lại trên đấy, tự nhiên tiền mình sống xém ra trong túi luôn. Thế còn tháng nào mình cứ đặt liên tục, cái gì cũng bí. Cái này là C là ngày gì ước chung lớn nhất của 23 bằng ước chung lớn nhất của 23. A là bằng 1, A là bằng 2, B là bằng cũng bằng 2 mà C bằng 3. Mình lúc mình viết mình cũng về sau mình xem lại mình vẫn không hiểu. Thực ra là tính chất B là như này nhá. Thì thầy sẽ lấy con A bằng 3, A bằng 2, hiểu chưa? B cũng bằng 2, hiểu chưa? Và C bằng 3 để cho nó giống như cái mệnh đề này. Bây giờ thì các cụ đã hiểu chưa? Bắt đầu hiểu ạ? Tức là ta lấy A bằng 2, B cũng bằng 2 và C cũng bằng 3. C bằng 3. Áp dụng cái kết quả trên. Đấy. Lúc đầu thầy xem thầy cũng ngạc nhiên giống như em ấy. Bởi vì mặc dù cái chứng minh này của thầy đấy ra, nhưng mà từ lâu đọc lại cũng quên ngay. Mà mình nhìn lại nào. Cứ như thế cho đến áp dụng mãi mãi thì kết quả cuối cùng nó mỗi một lần ta nhân thêm, thấy dung chưa nào? Thế thì cái con 2 này ta nhân áp dụng 100 lần thì nó sẽ ra 2 mũ 100. Đấy, thế sau đó lại nhảy sang con này, lại tiếp tục như thế. Tức là không phải áp dụng một lần đâu nhá, mà áp dụng rất nhiều lần phương pháp lọc, được chưa? Đây,
minh họa chúng ta nhìn thấy mỗi một lần ta nhân một lần okay. Nhân té phở ra thì chúng ta được kết quả như trên. Nói thế thôi thì áp dụng làm nhân chứng mệnh. Còn đây là chứng minh cái mệnh đề ở trên. Nếu A nhân C B mà chia hết cho C thì đây là theo chứng minh cái này này. B chia cho C thì chúng ta sẽ sử dụng là AB chia hết cho C thì sẽ tồn tại số nguyên D sao cho AD AB bằng CD. Mặt khác vì ước chung lớn nhất của AC bằng 1 cho nên tồn tại số nguyên XY sao cho AC AX cộng CY bằng 1. Nhân cả hai vế với B ta được B bằng ABX cộng BCY. Nhưng mà AB thì lại bằng CD. Như vậy nó sẽ bằng CDX cộng BCY. Úi giời ơi, nó chung nhau con C đặt ra ngoài. Chắc chắn cái tích này sẽ chia cho C. Nên là dùng tiểu xảo khôn lắm. Chứng minh đấy, chính là chứng minh cái này này. Hôm nào kiểm tra hỏi chứng minh cái này. Ơ, cái này thì tầm chưa dạy em biết. Ta dạy vào một ngày nào đó mà ta không nhớ. Về sau chúng ta có kết quả là nếu A và B ước chung lớn nhất bằng 1 thì ước chung lớn nhất của A mũ N, B mũ N, M cũng bằng 1 với mọi số tự nhiên là M. Thực ra nó có chiều ngược lại. Đấy, chính là của nó đấy. Sau rồi áp dụng câu C đấy thì nó sẽ ngắn hơn. Tức là nó là lợi dụng cái kết quả trên chứng minh quy nạp theo nào và theo M. Trước em có thắc mắc là vì vậy thì em áp dụng đi thi thì thế nào? Đi thi em nhớ được cái này đã tốt rồi. Còn chứng minh được thì được điểm tối đa, còn không chứng minh được thì chúng ta vẫn cứ được điểm. Tức là nhớ được là cái tốt. Thì có một số giáo viên yêu cầu thì là chỉ cần nhớ được là tốt rồi. Bây giờ mà nhớ được là tốt rồi. Sau này 5 năm, 10 năm sau ra gặp mặt vẫn nhớ được thầy Tần là tốt rồi. Sau này ra thì không nhớ thầy tên là gì. Cũng không sao, cứ em chào thầy là được. 5 năm, 10 năm. Có nhiều người mình cấm thi, chính những cái đứa bạn mà bị cấm thi đó là nhớ mình luôn, cấm thi luôn. Nhớ bạn, vẫn cảm ơn, vẫn chào. Có người là thầy cấm thi, một người dạy quán tin, cấm thi rồi gặp vẫn chào. Đó, mình thi. Được điểm cao là do thầy, bị cấm thi là cũng do thầy. Chưa phải do mình. Người ta mới chấp nhận. Thầy 37. Ai là đọc bài 37 rồi? Bài 37 đã bắt chứng minh là hơi mệt. Nếu ước chung lớn nhất của A và B bằng 1 và ước chung lớn nhất của B và C bằng D thì ước chung lớn nhất của A, C và B bằng bao nhiêu? Để bài hỏi bằng bao nhiêu thôi, nhưng mà kiểm tra có thể hỏi là chứng minh. Áp dụng tính trên trên tính như dưới. Ai chứng minh được xung quanh bạn? Mày dạ lên. Ai chứng minh được xung quanh bạn? Không ạ. À? Không xung phong tao hỏi không lên làm được thì ăn không đéo như tôi có gì đâu lâm tâm. Thank you.
Bài 37 xin mời 41789 Nguyễn Duy Đồng. Bạn ạ. Lên bảng nào, làm đâu? Không làm được, không điểm. Bốn một bảy chín bảy đúng mình nhớ không? Làm đâu? Em không trả lời chống không đúng không? Mất vì câu nói. Các cụ người tự nhiên các cụ bảo là lời nói không mất tiền mua, lưỡi lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng sao thầy giáo vẫn cứ dọa cấm thi? Sinh viên đoán tin không cấm, không dọa cấm thi thì nó không học, mà cấm thi nhiều quá nó cũng không học, im chết. Bây giờ mới hơi gặp khó khăn một tí chúng ta đã đầu hàng, thế sau này là cuộc sống chúng ta còn gặp thất bại liên tiếp thì làm thế nào? Ngồi xuống. Em có làm được không? Cứ nhìn thầy chằm chằm đi. Lên bảng làm đi. Bắt đầu. Chứng minh dễ lắm. Chứng minh như sau. Vì ước chung lớn nhất của A và B bằng 1 nên tồn tại các số nguyên x y sao cho AX cộng B bằng 1. Câu này có hiểu không đã? Quá. Vì ước chung lớn nhất của B và C bằng D nên tồn tại hai số nguyên MN sao cho BM cộng CN bằng D. Câu này có hiểu không? Có. Suy ra D bằng BM cộng CN. Đến đây vẫn hiểu. BM ta để nguyên, CN ta để nguyên, nhưng ta thay con số 1 bằng AX cộng BY. À, rất khôn. Khôn. Cái con thầy đó đang bôi màu vàng nó bằng một mà sao biết? Đúng rồi, một nhân CN nó vẫn là như thế, sau đó nhân tung ra thì ta được như sau. Sau đó để đạt được mục đích là phải có AC thì ta đẩy AC về đằng trước này, AC nhân NX cộng B nhân với ai đây này, nó đóng cho là AX này cộng BY này, kiểu kiểu thế đúng chưa? Đấy, như vậy là AC nhân NX cộng B nhân với con này. Theo lại, nhớ lại cái định lý đi. Nếu mà ước chung lớn nhất của nó bằng 1 thì sẽ có cái số xy để cho AX cộng BY bằng 1. Và ngược lại, nếu như AX cộng BY bằng 1 chỉ có bằng 1 thì được cái nhé. Bằng D thì nó có điều kiện. Bằng D. Tại vì 1 thì nó luôn là ước của AC và BD. Cho nên chúng ta không cần nói. Thế còn trong bài mà nếu bằng D ấy, thì phải là cái con D, cái quên. Con D là ước của AC là hiển nhiên, con D cũng là ước của B là hiển nhiên. Đố biết tại sao con D lại là ước của B? Chỗ này ghi hơi thiếu một tí. Phải nói rằng là con D này phải là ước của từng cái một nữa. Nó là ước của B vì sao? Rồi, thế nó là ước của AC vì sao? Bởi vì đây, vì cái này cho nên là D là ước của B và là ước của C. Thế nó là ước của B thì cái này xong rồi. Còn là ước của C thì đương nhiên nó sẽ là ước của A nhân C. Đúng không? Đấy, đáng nhẽ phải thêm đoạn đấy giải thích cho nó rõ hơn, cho nó giống như cái định lý. Điều này chứng tỏ rằng là ước chung lớn nhất của AC và B bằng D. Chỗ này giải thích thêm một tí nữa cho nó rõ. Tức là từ đây này, suy ra D sẽ là ước của B và D là ước của C. Cái chỗ mà thầy bôi màu vàng ấy, thế mà D là ước của B rồi D là ước của C thì D sẽ là ước của B và D là ước của A nhân C. Do đó từ cái chỗ này chúng ta sẽ suy ra, bổ sung thêm một tí. Một tí nó là một tẹo. Đây, bổ sung thêm. Vì D là bằng ước chung lớn nhất của B và C nên D là ước của B và
D là ước của C. Do đó là có một con chó. Do đó D phải là ước của B. Và D là ước của A nhân C. Nó là ước của A nhân C mà nó lại có cái đẳng thức đấy thì nó mới suy ra được. D là ước của B, D là ước của A nhân C, D phân tích ra như thế này, D bằng đây, đấy, cho nên nó mới chứng tỏ được, D là ước, D là bằng ước chung lớn nhất, xong, cái còn lại áp dụng thì siêu dễ, áp dụng này, ước chung lớn nhất của 5 mũ 50 và 14 là bằng 1, ước chung của 7 mũ 60 và 14 là bằng 7. Suy ra ước chung của hai thằng này nhân với nhau này. Đấy, hai thằng này nhân với nhau này. A nhân C đấy và B là để nguyên này sẽ bằng 7. Bài toán giải quyết xong. Cho hơi phức tạp. Đúng ra là cái ước chung lớn nhất của 5 mũ 50 và 7 mũ 60 và 14 ấy. Thì còn có cách khác là nhóm mũ cao nhất, mũ nhỏ nhất và siêu nhanh. Chẳng qua nó cho ví dụ để áp dụng bài này thì nó giải thế thôi. Đã chào. Sao hôm nay nó mát thế nhỉ? Năm nay thời tiết nó rất thất thường, cho nên có khả năng là bệnh tật nó cũng thất thường, và do đó việc học nó cũng rất thất thường, rất nguy hiểm. Đấy, con này đóng vai trò là con A này, con này đóng vai trò là B này, con này đóng vai trò là C này, thì áp dụng là hai thằng này nó nhân với nhau thế thôi, có bị đâu. Bài 38 thì chắc dễ rồi đúng không? Ai cũng có thể làm được. Từ đó gọi nhé. 41851 Phạm Văn Hùng lên bảng. Trong thời gian đó thì đọc sửa dân tiếp 914 tên gì? 42064 084 124 0127 42127 Bùi Thạch Tú Váng 139 Đông 153 265 403 418 em tên gì? Nguyễn Thị. Ủa sao vậy? Hả? Vẫn chưa nhớ mà sinh viên Nguyễn. Thế sao lại gọi không thương? Sáu ba hai. 633 như thế trường có 717 718 813 819 Trần Vĩ Diệu quán mặt buổi thứ ba
821 829 Bùi Hữu. Thế là gì? 836 Mẹ tên là gì ạ? Người yêu cũ của bố tên là gì ạ? Cũng không. À, định đặt là con gái rượu nhưng mà lại Miller là rượu đi. Hoặc là kỳ rượu. 954 995 431 45 150 155 43155 Nguyễn Vũ Đức. Có cái gì tên là gì? Mã sinh viên là gì? 3155 161 399 457 457 Đỗ Thị Phương. Nó quá quá có một con chó bánh. Tên là gì? 493 491 Nguyễn Xuân. Có cái gì? 554 665 900 Rồi. Hết. Cái gì mà giờ đấy? Bao giờ chưa đủ tuổi? Sau này đi ra xin kiếm tiền. Đôi lúc mình không nghĩ là của mình là ra xin kiếm tiền đi được xin học. Chỉ là mình ra theo công việc ra học môn này phải đi một lần. Đây là học bí quyết của một lần, phải tập trung một lần. Thế thì mỗi điều đấy anh tính như thế nào? Công ty này sẽ chắc ghi một tên cả. Vì họ tên nó rất là thế đồng tình. Họ tên mã sinh viên. Thân mạng còn con được có tìm về chỗ. Điều này là về nhà chưa làm đúng không? Không biết là nào đúng không? Một là làm rồi nhưng không làm được. Hai là chưa nhận động vào. Và bắt đầu làm về chỗ. Cái bài này thì thực ra trong giờ lý thuyết này dạy rồi. Đấy, tìm cái trên cái A, B, Q, R đấy. Nhớ không? Nếu không thì làm theo cách này cũng được. Thực hiện phép chia liên tiếp 28 bằng 1 x 15 cộng 13. Tức là chúng ta dưới dạng là A bằng... Cái thuật toán của thầy dạy nó rất là hay và nó có tính chất giải trí là chủ yếu. Đi thi viết như thế, nhiều giáo viên không biết cái đấy. Bởi vì cái tài liệu thầy dạy cho các em là theo tài liệu của nước ngoài bằng tiếng Anh. Nhưng mà bản gốc thầy mất rồi, không nhớ. Trình bày rất đơn giản, 28 bằng 15, 1 x 15 cộng 13. Suy ra ước chung lớn nhất của cái này bằng cái này. 15 bằng 1 x 13 cộng 12 suy ra ước chung lớn nhất chấm chấm chấm. Vậy ước chung lớn nhất của
15 và 28 bằng 1. Chết xả. Ngoài cái thủ thuật tìm ước chung lớn nhất, à quên, tìm cái xy như trên, như cái chỗ thầy giáo dạy trong giờ lý thuyết ấy, thì chúng ta còn một cách là xin lỗi rồi. Bây giờ từ cái chậm nhất chúng ta xem nhé, từ cái cuối cùng nhỉ, từ cái cuối cùng nhỉ, 13, cái cuối cùng là 13 bằng 6 nhân với 2 cộng với 1, chúng ta sẽ rút ra là 1 bằng 13, ngon không? Không, đã có cơ sở, ngon không? Cái đầu tiên đây chậm. Nhớ là làm trên những phần bằng tiếp này. Số dương tiếp theo là số 2 đúng không? 2 chuyển vế sang đó là bao nhiêu vậy? 15 trừ 13 nhân với 1. Như vậy đây. Rồi. Nhân chung này thì nó sẽ bằng 7 nhân với 13 trừ đi 6 nhân 15 như chưa? Thế đây được chưa nào? Mình đã nghĩ xong con sư như này và con 2 là thế này rồi. Tiếp theo là con bao nhiêu? 13. 13 sẽ thay bằng bao nhiêu đây? 28 trừ 15 nhân 1 đấy. Không thấy chưa quen. Tất nhiên cách của thầy rất hay rồi. Cảm ơn các bạn xét của nó. Cực hay luôn. Nhưng một vấn đề là chẳng hay không phòng tài quen. Mỗi lần thì có nghĩa là mình làm cho mình tự nhiên đến đấy. Ôi, dễ thế này mà thầy tạo cứ sợ em là khó. Em làm một hai lần thì anh cảm thấy nó lung túng. Làm nhiều lần vào. Thấy không? Thấy chưa? Chú biết thay thật vào không? Chú biết như này cũng rất vô tri vô giác, nhưng mà chú biết thêm là ra xử lý và bằng bằng sư và vô là bằng sư nhá. 1 bằng 13 trừ 6 nhân 2 2 đến đây. Cái con 2 này là bằng sư, lên tiếp là con 2 là bằng sư. Ta sẽ thay bằng 15 trừ đi 13 nhân 1. Nhân tung ra không? Nhân tung ra thì chúng ta sẽ được là 7 với 13 trừ đi 6 nhân 15. Đúng chưa? Đến đây đúng chưa? Xong kết thúc. Đây là con dư 1 xong nhé. Đến đây là con dư 2 xong rồi nhé. Bây giờ con thứ 3 là con bao nhiêu con dư nó như thế? 13 thay 13 vào 28 trừ đi 15 nhân 1 trừ luôn. Như vậy sẽ ra là 7 nhân 28 nhân trừ đi 15 nhân 7. Nào, con nào đứng với con 15 thì con đó là có x. Như vậy x sẽ bằng bao nhiêu đây? 7. Con nào đứng với y là 28 thì là y. Và như vậy chúng ta thấy nó có một nghiệm nguyên là x bằng 7. Tại số của 15 ấy thì 7 y bằng tôi chết nhau thì làm khi vào giờ nhận thông tin thì cái này là một cái thì là tin tệ qua biết nhau 7 một nghiệm rồi sẽ đọc ra hạn tất cả các nghiệm của họ nhớ vector pháp biến hiệu đường thẳng này là 15, 28, vậy vẫn được chỉ phương là 28. Xứ 15 bây giờ đổi sang cực kỳ chuẩn luôn. Tìm ra tất cả các họ trong kệ họ. Kiều Anh có muốn nghỉ không? Hả? À. Dạ. Nhắn cho nó bảo nấu cơm trước hay chốc nữa. Hay cơm, đỡ phải nấu. Chết giả. Phải tự đặt bút và ngẫm nghĩ thì bắt đầu mình mới ngẫm mình hiểu được.
chứ còn nhìn vào slide nó vô tri vô giác, nó không cảm giác. Phải nhìn nó viết tốc độ, thầy giáo viết như thế nào để nó viết còn một đầu tiên đấy là thầy giáo rút ra, sau đó tiếp tục thay cái con số dư 2, cuối cùng là thay con số dư 13, cực kỳ chuẩn luôn. Lúc đầu chính thầy, bản thân chính thầy xem cái này cũng rất khó hiểu, bởi vì ta đây ta là khai sinh, ta học theo một phương pháp khác, bây giờ lại giới thiệu ra một phương pháp khác. Nhưng làm thế nào để hiểu được thì ta rút ra, trời ơi chỉ cần một cái nữa đốt cái phần sư là xong, mỗi cái chìa khóa đấy là lập tức chúng ta sẽ hiểu toàn bộ bài. Đầu tiên là phần dư là 1, sau đó là phần dư là 2, số 2, sau đó số dư tiếp là 13. Cái kịch bản làm theo kiểu này nó sẽ gặp khó khăn nếu như mình có trường hợp mà cái con dư đấy mà nó lại bằng con kia nhỉ, con dư bằng con b à không, con q ấy, thì có thể dẫn tới sai lầm. Dư bằng q thì con dư làm sao bằng b được, nó phải nhỏ hơn b mà, thì nó có thể dẫn đến sai lầm. Làm đi biết, đây là thầy đang bảo nói đứt đuôi là có thể dẫn đến sai lầm, còn sai lầm hay không thì mình phải làm mình mới biết. Bài 39, cái này là định nghĩa thôi đó, rất dễ. Số bé nhất trong một cái bộ trung dương của AI thì được gọi là bộ trung nhỏ nhất, liệt kê ra. Cái bài này thì là mình nó yêu cầu là vận dụng làm hướng trên thôi, chứ còn nếu không ý, thì chúng ta thấy 4 là ước của 8 vất 4 đi. Như vậy chỉ còn bộ trung nhỏ nhất của 6 và 8, 6 8 chung nhau con 3 đưa ra ngoài ở trong là còn quên, chung nhau con 2 đưa ra ngoài ở trong là con 3 và 4. 3 và 4 thì ước trung lớn nhất là 12, 12 nhân 2 ở ngoài là 24 trong một nút nha. Tức là khi làm bài tập chúng ta có thể kết hợp các phương pháp khác nhau. Bài này là một phương pháp, nhưng thực ra làm như thế là quá dài, nó minh họa cho một phương pháp thôi, chứ còn nếu như bài này mà đi thi mà làm thế thì chết rồi. Đầu tiên ấy, 4 là ước của 8, nếu tìm bội chung nhỏ nhất thì con nào là ước vứt đi giữ lại một, còn nếu mà là tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta giữ lại con ước mà vứt con bội đi. Nhà làm nhanh hơn nhiều chị. 40, 40 Nguyễn Thị Thủy Dương. Sao thế? Quá như kiểu hết cơm. Sáng ăn gì không? Ăn đâu? Sáng ăn cơm không? Không ăn à? Thế bây giờ vẫn khỏe nhỉ? Sáng nha, thầy ăn một bát cơm nguội cộng một bát phở cộng một quả trứng. Bây giờ đã đói. Dậy nói nhiều nhỉ? Người gầy thầy cơm. Ăn nhiều vào không việc gì phải giữ eo hết. Giữ eo ở đấy nó khổ ra nó ốm yếu đấy càng chết. Cứ khỏe mạnh làm bài kiểm tra tốt thế là ổn. Thank you.
Không chưa? Vở bài tập trả chịu ghi tên họ gì cả. Các em sau này làm về tin học, các em làm ra sản phẩm, nhưng các em trả giá chẳng nói chuyện gì cả, chẳng nói gì. Đứa khác nó cứ công mất thì làm nào. Thầy thì thầy không dạy trò như thế, nhưng mà cái đấy là quyền lợi của mình. Quyền lợi của mình. Và trả ghi họ tên, trả ghi mã sinh viên gì cả. Nếu như chẳng may nó thất lạc, người ta tìm đấy, người ta tìm lại sinh viên này, mã sinh viên này, quên quyển này, đến đây gặp lại, lấy lại. Thế có phải là nó dễ tìm không? Trả ghi họ tên gì cả. Thế đang chung chung, đang chung chung thì có 10 người mất sách đến tìm mình, giáo viên viết trả lời thế nào. Vâng, như vậy câu này rất là dễ. Kết quả 270. Chính xác. Nếu mà là bộ chung nhỏ nhất của A và B thì ước chung lớn nhất của M chia cho A và M chia cho B bằng 1. Bài 41. 41. Trần Thị Dương. Ông xin này bị cận từ khi nào? Từ năm năm. Và hồi bé mẹ em có hơi hay khóc nhè đúng không? Nên bố mẹ chiều cho xem điện thoại, tivi nhiều cũng thế. Bị cận từ lớp năm. Thế nhưng sau này đến một lứa tuổi nào đấy có thể phẫu thuật mắt để trở thành không cần phải đeo kính nữa. Nhưng mà tiền phải mấy chục triệu. Nó cũng là cái
chép rất nhanh, học là một quá trình như thế đúng rồi đấy. Những môn đặc biệt những môn khó mà mình giáo viên giảng bài mình chép rất khẩn trương, sau này mình về nhà mình trình bày lại. Sáng nay thầy giáo gặp thầy Phong thì bảo là cái đoạn cốt nhiều bạn là cái nó chép vào sửa mỗi dấu chấm dấu phẩy gì đấy thì anh không điểm nó đúng, nó phải sáng tạo biến thì của mình chỉ nắm được ý chính như này, sau đó mình phải thêm móng thêm muối vào, đừng biến mình thành người thợ. Thợ thì anh là cu li người khác thôi, phải là người thầy. Chết giả bài là bạn làm rất đúng, là nó không khó. 360. Úi dồi ôi, gì thế này? Cái bài 42 thì ta sẽ làm thế nào? Có lẽ là thành lúc là kết quả ngọt ngào. Thông báo cho em là một thông tin chưa chính thức, nhưng mà cái đội tuyển Olympic được 2-3. Cái đoạn các em là người biết trước các em trong trường nó trong trường này không hả? Biết trước trong trường sao không thầy? Tất nhiên thầy là trưởng đoàn phải biết chứ, thầy dẫn quân đi trò làm nghe nào thầy biết. Thế thì tại là rằng ngày mai ta lại khoe tiếp cái kiểu thói quen buồn miệng ra. Không, thầy nói như thế là mục đích của thầy là động viên các em sau này mà sang năm thi các em nào đăng ký. Thế còn giáo viên thì nói chả tác dụng gì cả, nhưng mà sinh viên thì nói thì có thể động viên tham gia. Năm nay mà bên team có giải gì không? Nếu không có giải gì thì hôm nào còn được khen lại còn một trường nữa cơ, tức là ngoài của được cái giải đấy ra xong rồi về trường lại còn khen thưởng tiếp. Mà nếu mà đại số tuyến tính mà chẳng may mà điểm nó không được tốt lắm mà đi thi có giải như thế mà về hủy cái điểm cũ đi cho hẳn điểm 10. Năm ngoái năm kia nhỉ, có bạn như thế phải hủy luôn điểm cũ chơi một phát lên thẳng 10, chính thầy cầm xuống điều chỉnh yêu cầu đặc biệt. Thank you.
cái chỗ này thì đây rồi, Nguyễn Thị Diệu Anh, Lý Bảo, đừng có tỏ ra miễn cưỡng như thế, phải lên nhiều nó mới quen. Sai thì cùng lắm là không điểm thôi, nhưng mà nó lại rút cái kinh nghiệm về sau. Bán nhà đi tự luận và tự luận đấy, tự luận. Nhà muốn xác suất thông kinh rồi các thầy cô không kịp ra, các thầy cô cho thì trách nhiệm thầy từ trước cái này, thầy luôn luôn phản đối việc thì trách nhiệm. Trách nhiệm chỉ dành cho trường hợp như là thời gian của em không có học ở trong giờ lý thuyết thì ngã bắt đầu như này thì bắt đầu đưa ra mấy cái tình huống để nó nhìn lên nhanh, thì nó sẽ làm cho kích thích cái tinh thần học tập của học sinh và nếu mà thi được trắc nghiệm nhiều, đặc biệt môn sắp số công kê kết cuộc thật bị hạn, thi được 10 điểm nhưng mà không biết. Có nhiều bạn đi 8, 9, 10 khoảng không biết gì hết, thật đau lòng. Tại vì cái dạo này thầy cứ bận thì không thể tham gia vào này, không bao giờ tự nghĩ Thank you.
phần B trong một nốt này đây cái chỗ cái phần mà anh ta xem bạn là đúng rồi, đã sống thì cái này nó đúng rồi, nhưng mà tại sao có cái này ra không, thực ra nó chỉ cần phải đọc bao nhiêu thôi, vì đã tốt được rồi, nhưng mà chỉ để bỏ luôn mà số bằng một thì đúng không? M là ước chung lớn nhất của A và B, cho nên sẽ tồn tại khi là những số nguyên sao cho A nhân x cộng B nhân y bằng M, nhưng mà M thì lại bằng A nhân B thì lại bằng M, tôi tính chấm là hay hay và giúp gọi thì kết quả đâu không? Còn ở cái câu thứ hai của bạn ấy, thì ta phải sử dụng như này này, bội chung nhỏ nhất của A và B thì bằng A nhân B chia cho ước chung lớn nhất A và B. Bây giờ trong một số nhà sao chứ, đúng không? Nghe gì chưa, một phát sau luôn dễ không? Có gì dễ không? Từ đây nó nhân chéo lên. Nhưng như vậy là A nhân B sẽ bằng bổ sung nhỏ nhất của A và B nhân với ước chung lớn nhất của A và B. Tất nhiên ở đây là A và B là những số tự nhiên. Còn nếu mà là công nguyên thì phải lấy bổ sung. Được chưa nào? Xong. Trong một nốt nhạc. Nhân chéo lên. Nhưng kết quả A nhân B sẽ bằng thế này. Nhân chéo lên. A nhân B bằng 250. Đúng chưa? Thôi thì còn cái câu ở trên để xem lại lời chứng minh là chuẩn chưa nhé. Nốt bài 43 nghỉ. Bài 43 Nguyễn Hồng Đức. Hồng Đức làm câu thứ nhất. Quý An Hoàng Quý An làm câu thứ hai. Xin mời. Bài tập đâu? Ông thầy hỏi một anh nó xích quên. Sao lớp này có một số người có thẻ, một số người không có. Hôm nào kiểm tra không có thẻ thì cho về, không kiểm luôn. Đúng không thầy? Ở quý vị nhà trường là phải có thẻ. Không có thẻ thì biết mà ai có thẻ không? Có thẻ không? Không có thẻ không? Đi đi nghe ông hành. Ôi giời ơi, chẳng hay quá đấy. Ngày xưa mình có cả cái áo chẳng lắm. Bây giờ đấy có quá. Quá đấy.
An làm bài tập về nhà mày này chưa? Em mới làm được con A. Biết nhỉ? Đúng là số nghe đủ. Cô làm được thì sẽ không quậy. Cô không làm được thì sẽ quậy. Còn con B em làm ngợp cho nên nó cũng cũng ra. Làm ngợp thì cái bóng tay cũng đúng. Tức là em phải sử dụng 4A bằng 3B đấy. Chiến đấu trước. 4A bằng 3B. Chuyển về tham số đi. Một cách dễ nhất là lấy cái này bằng hệ số của cái kia, lấy như nó quyết. Quyết bằng C, 4A bằng 3B. Đấy, bây giờ em phải lừa cho rằng thứ nhất là chuyển nó về tham số thì em sẽ tìm được cả họ, tất cả các họ mới được biết được. Quay A là x và quay B là y. Khi nó quyết C thì dễ thực hiện quyết định cái này bằng hệ số của kia. Trong số nguyên có ai mà dần được biết chia như này không? Khi quyết C thì cách giải nhanh nhất là đặt cái này bằng hệ số của kia. Nói thế không hiểu à? Bây giờ 4A bằng 3B thì là đặt cái này bằng hệ số của cái kia. Là A sẽ bằng 3T và B sẽ bằng 4T. Không hiểu ạ? Thì nó quyết C đặt rất dễ. Đặt cái này bằng hệ số của kia ta hạch. Ông đấy là phải nói ngoài thôi còn vào đấy thì chúng ta phải chỉ ra luôn luôn. Đấy, đồng ý chúng ta là thì đó, A bằng 4T, B bằng 3T, đúng không? Còn tại số nguyên C sao cho A bằng... Sao cứ đặt T ở bên gì nhỉ? Có biết tại sao phải đặt T là không? Đặt T là tận, đặt T là T. Thế trong phép học là T. À đấy à, T là cái đồ, T là cái tận, hạt số, đấy, quá ra. Đặt cái này bằng hệ số ở kia. Thì con B có hệ số của mình. Thì là 3K. Con A hệ số là mấy? Thế thì B là cái gì? Cái đấy đúng rồi. Đã bỏ cái này bằng hệ số ở kia rồi. B là 4K. Khi nó quyết C thì như thế cực kỳ dễ. Đặt bằng này là hệ số gì? Thầy ở đầu tiên mới được ra. Trời ơi, cái gì chết sợ. Từ từ, nếu quyết này, cái này không ổn.
đâu, cao mình là xuống ngay đâu, ta là xuống bình yên. Trong bài này là nếu không em đưa ra ngoài thì chỉ lúc có ca thôi. Không hiểu ạ? Xuống tự nhiên. Dễ nhỉ, cái kiểu quá lắm, chết già. Đây là cái câu thứ nhất. Chúng ta xử lý như này. Thế vì ước dương của 10 thì có thể là 1, 2, 5, 10. Cho nên chúng ta có các trường hợp sau đây. Giống từng chữ một đó. Cái gì giống từng chữ một? Câu thứ nhất là có thắc mắc gì không? Có một cách khác là nhìn bài bạn ta có. Nó thường tận dụng vào cái ước chung lớn nhất. Ước chung nhỏ nhất rất khó nói. Còn một cách khác là dùng máy chạy. Máy tính. Hả? Máy tính. Nhưng mà đi thi mình lại không được sử dụng máy tính theo. Máy tính. Máy tính lập trình ấy. Chạy. Viết dạng thuật toán này. Xong lại in ra. Cứ cái nào mà thỏa mãn đề bài thì nó in ra. Nhưng mà đấy là trong tin thôi. Còn trong toán thì không được. Chết sạc. Thế được chưa nào? Thế này rõ chưa nào? Rồi còn câu B. Câu B thì là chúng ta sử dụng là vì 4A bằng 3B cho nên có số nguyên dương K sao cho A bằng 3K, B bằng 4K. Từ cái giả thiết này chúng ta thay vào. Và vì K dương chúng ta đẩy ra ngoài. Khi ra K bằng 50, vậy thì A sẽ bằng 3K, tức là bằng 150, B bằng 4K, tức là 200. Xong. Đã xong. Thắc mắc gì không? Không thắc mắc gì, hôm nay ta nghỉ ở đây.